Nhằm hạ nhiệt giá giá máy bay trong dịp cao điểm hè, các hãng hàng không đang tối ưu hóa nhằm tăng thời gian sử dụng tàu bay để duy trì hoạt động khai thác và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của ngành hàng không Việt Nam. Từ ngày 10 tháng 6, Vietjet sẽ tăng loạt chuyến bay đêm trên nhiều đường bay. Với nhiều chương trình khuyến mãi giá giá rẻ, giá không đồng, chưa bao gồm thuế phí, cùng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích các chuyến bay khởi hành trong khung giờ từ sau 1 giờ đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng, tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quế, Vinh, Nha Trang, Hải Phòng. Còn Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 1 triệu chỗ bay đêm trên các đường bay nội địa trong 3 tháng 6, 7 giờ 8 năm 2024. Theo đó, hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với mức giá chỉ từ 1 triệu 098 ngàn đồng một chiều cho hàng phổ thông, và từ 1 triệu 905 ngàn đồng một chiều cho hạng thương gia. Giá này đã bao gồm thuế phí và mở bán cho các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn.